Xin chào bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay mình lên cho các mẫu xe đạp Touring XDS RX350 được trang bị bộ đề sau là Shimano Uzi, gạt đĩa trước là Shimano Tiagra, khung nhôm nước sơn nguyên bản, bánh 700c, toàn bộ phần khung là từ nhôm rất là nhẹ, nhôm siêu nhẹ. Rồi cái khung này trước là xe đua nhưng mà chủ cũ họ đã thay thế bằng tay ngang để đi thể dục, đi những tuyến đường bình thường, các bác đi đường phố cho nó nhẹ nhàng. Nước sơn nguyên bản, nước sơn còn rất là đẹp, chủ cũ họ đi rất là giữ gìn chiếc xe, giữ được cái độ mới của chiếc xe là còn rất là cao. Đồ đề sau là Shimano DOG 10 tầng lip và gạt đĩa trước là Shimano Tiagra 12 tầng đĩa. Nước sơn đỏ trắng rất là thể thao. Cái ngang này thì đi rất là nhẹ nhàng, đi thể dục. Đây, tay bấm cũng được trang bị ở đây là tay bấm Shimano DOG xanh 3 mảnh của Shimano Suza. Đồ trang bị ở đây của trên chiếc xe này cũng rất là cao. Đồ Shimano Mayer Logatech bi vòng. Đùi đĩa FSA đùi đĩa của Mỹ. Mayer sau cũng Logatech bi vòng. Hồi giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Chiếc xe có size cho các bác từ khoảng 1m65 đến 1m75 đi phù hợp. 10 tầng lip và 3 tầng đĩa. Chiếc xe này đang bán bên em với mức giá là 10.500.000 bao ship toàn quốc và bảo hành 1 năm cho các bác. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh cộng với cả là ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác những video lần sau.